Mình vừa mới về được cái lô đàn dây sắt, đàn cỏ thôi, Nhật. Trong này mình dọn mới được có một hai cây thôi. Thì cây này dọn rồi nên bây giờ sẵn mình giới thiệu luôn. Cây này là Aria Core, mã là W150, mã là W150. Cây này thì có tùy chỉnh công cần. Rồi hình cây này thì còn khá là mới nha. Rồi hình cây này thì còn khá là mới. Action thì mình canh chỉnh hết rồi. Cái này sau khi mình vào dây là mình canh chỉnh action hết rồi. Rồi. Cái này hiện tại là mình đang bán với cái giá là 2,5 triệu nha, tặng kèm bao da. Mình có ship hàng toàn quốc.